第108 thiên, ngày 108. Anh nghe Phán nhắc lại cách nói. Alo, Dương à, tối cùng đi siêu thị không? 喂，小杨，晚上一起去超市吗？喂，小杨，晚上一起去超市吗？喂，小杨，晚上一起去超市吗？喂，小杨，晚上一起去超市吗？Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Mình thấy nói tốt lắm mà. 我看说得挺好的. Nhà mình chính là ở gần đây. 我家就在附近. Hình như gọi là Đại học Sư phạm Quảng Tây. 好像叫广西师范大学. Cho nên mình còn chưa cài đặt. 所以我还没有安装. Sau khi về sẽ tải xuống xem thử xem. 回去以后会下载看看. Lên WeChat nói chuyện nhiều một chút. 多上微信聊天. Đó đâu thể coi là. 那哪能算是? Phiền qua đây một chút. 麻烦过来一下. Rất quen thuộc đối với quán cà phê này. 对这家咖啡厅很熟悉. Trông có vẻ như. 看起来. Bạn nếm thử xem. 你尝一尝. 你尝尝. Thôi. 算了. Một công ty du lịch. 一家旅游公司. Có dự định phát triển ở Việt Nam hay không? 打不打算在越南发展? Trước tiên đem tiếng Việt học tốt rồi hãy nói. Xin bà Việt Nam ngữ học hảo rồi zài shuo. Ngại quá, xin lỗi. 不好意思. Không có việc gì đâu. 没事的. 没事儿的。Alo. 喂。ở bên ngoài. 在外面。Tiểu Dương. 小杨. Buổi tối cùng đi siêu thị. 晚上一起去超市。